đi đi núi đi này ăn nhỉ? cỗ phải có đi chỉ dẫn đi nhá. đi ăn cưới Đấy, nhà là Minh phải có Ngân là chỉ như thế dẫn. này, nhưng mà vào đến kia là không còn biển nữa, là mọi người phải tự tìm đường. Phải phải chụp lại cái chỉ dẫn không quên đấy. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi lại được đi ăn cưới các bạn ạ. Hôm nay tôi đi vào trong một cái làng Tày. Làng này ở rất là xa và đường đi thì rất là nhiều lối luôn các bạn ạ. Đi toàn phải hỏi đường thôi các bạn ạ. Nhiều khi vào giữa cánh đồng còn không có ai mà hỏi các bạn ạ. Đấy các bạn ạ, đi ăn cưới trong làng nó vui thế đấy. Ngay cái biển chỉ dẫn đã làm cho bọn tôi phải tò mò rồi. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng tôi đi tìm nhà cô dâu nhé. Đường đi lắm ngõ ngách quá các bạn ạ. Ê, cho ơi, hỏi là nhà đám cưới đâu nhỉ anh nhỉ? Đấy, đi đường kia lắm ngõ phết nhỉ? Đi lạc mấy chỗ rồi đấy. Đi ăn cưới ở trong làng thôi nhưng mà đường cứ như là ô bàn cờ, chả biết đi đường nào các bạn ạ. Lần đầu tiên mình đi nên là thật sự là hoang mang. Mình như sắp đến rồi sao? Con xe máy đây rồi các bạn ạ. Ô đây rồi. Khổ thật đấy. Lạc đường. Lạc đường liên tục. Có bị lạc đường không anh? Có. Anh có nhìn thấy biển chỉ đường đây là đặc có chỉ nhưng mà chỉ đến đoạn ngoài này thôi, xong là hết biển. Đúng không? Hết biển, chả biết đi đường nào. Là bị lạc à? Ừ. Như khổ. Ăn rồi à? Chưa ăn đâu gì? Xe mình để đâu được nhỉ? Cháu bị lạc có mấy chỗ thôi. Đây là Tân Gia. Vâng, cháu chào cô. Chào cô nhé. Gì của Ngân à? Gì của tường tường mẹ cô dâu. Mẹ chứ. Đấy. Mẹ của cái cô kia mới là gì. Đúng không? Cô dâu chú rể Văn Khương không có tên nhỉ? Văn Khương thì cái ở trong mới có tên ở đây. Đấy tên. Ảnh phải đặt tên như nhỉ? Đây này em bình luận cho đây là ảnh cưới của cô dâu và chú rể Văn Khương và Minh Ngân. Văn Khương Minh Ngân. Wow, đông thế. Đang ăn này. Giới thiệu với mọi người đây là nhân vật chính của ngày hôm nay nha. Rồi anh chúc mừng hạnh phúc nha. Chú rể đâu rồi? Chú rể say chưa? Đấy, thôi rồi. Rồi. Mình đi một vòng xem cỗ bản có gì nhá. Đây ở trong làng. Rồi bây giờ cũng hiện đại hơn rất nhiều rồi các bạn ạ. Đầy đủ hết các đồ dùng dụng cụ. Đây mình vào xem khu ẩm thực một tí. Chúc mừng chú rể các anh nhỉ. Chào chú rể nhá. Rất là trai. Đấy, đấy ta cái lớn về lớp rồi đấy. Đây là đông các bạn ạ. Mình vào khu ẩm thực xem có gì nào. Khám phá khu không gian ẩm thực. Wow. Ui. Bếp này tráng nhỉ. Chào chị nhá. Chị ơi, đây là cỗ nhà mình nấu à? Tự nấu à? Đầu bếp ở bản mình nấu luôn đấy. Wow. Đầu bếp ở bản mình nấu luôn này. Này có rất là nhiều món. Có chim quay, bò xào, ngan xào các bạn ạ.
À, đi xa đây xem. À. À, à, chào các bác nhá. Đây là đông vui thế. À, đây. Đấy các bạn ở trong làng thì bếp núc nó phải như thế này mới là đặc trưng nha các bạn nhá. Đấy, đây là nồi canh này, các cái bếp để xào nấu này. Ok, có hai bếp nạc ga. Ra là giờ cũng có rất nhiều tiện nghi rồi. Do vậy là bếp ga công nghiệp rất cũng có đầy đủ hết rồi các bạn ạ. Cổ hôm nay mình đến muộn nên là không được quay các cái món. Wow, đây là cơm, đây là đồ xôi. Đây là xôi này các bạn. À, các món đã làm xong hết rồi các bạn ạ. Xin quay gà tần. 8 món nhỉ? 8-9 món đấy nhỉ chị nhỉ? À, rất nhiều. Ừ. Có cả giò này. Gà. Gà nhà nuôi được. Dưa chua. Đây là mâm cỗ bản nha các bạn nha. Còn canh xương trước còn cơm nữa các bạn ạ. Tí mới mang ra. Toàn cảnh nhà của cô dâu nha các bạn nhé. Đấy, ở bản làng. Cái Ngân nó bảo là cứ đi theo biển chỉ dẫn, nhưng mà cái biển nhỏ nhỏ này mình cũng không để ý. Đây là thằng Cố ra nhỉ? Đây là Sốt Vang nhỉ? Không phải thằng Cố đâu nhỉ? Mời anh em ăn cỗ bản cùng với mình nhá. Chưa thấy ai say rượu. Bây giờ là cấm rượu trưa nên là chưa thấy ai say rượu các bạn ạ. Nhưng mà cũng rôm rả lắm rồi. Mưa này là họ nghỉ. Trên kia đang làm. Nó đang làm ở chỗ nào anh? Đấy, cô dâu chú rể đến mời rượu rồi. Ấy, không chơi phép này đâu, chơi Âu thôi, chơi Âu đi. Rượu này không rượu này không mạnh bằng cái rượu này. Đấy. 90 mâm à? Ừ. Thế được rồi. Anh nói là ngày trước anh cưới gần 200 mâm bình thường. Cố bản trong làng là phải có cái món này nha các bạn nhá. Thanh niên bây giờ cải tiến yếu lắm. Chúc mừng hạnh phúc cô dâu chú rể đấy. Chúc mừng hai vợ chồng nhé. Ngày trước các cụ cứ bảo là thăng long đầu bạc, bây giờ máu xấu năm bạc nhanh. Các bà trước. Răng nó xấu máu nó cũng nhanh lắm. Bây giờ có cần thiết đi trồng răng được mà. Giờ công nghệ cao rồi. Giữ long tao lại trồng cái khác. Rồi. Cảm ơn nhá. Chén rượu mừng hạnh phúc các bạn ạ. Đây là xôi. Xôi lá dong này các bạn ạ, rất là đặc trưng này. Nếp cái đấy. Đấy. Xôi nếp. Ở đây trồng được các bạn ạ. Rất nhiều luôn. Ôi dùng đi nhỉ. Ăn thử món gì được nhỉ? À, ăn thử món sốt vang cỗ vùng cao. Phải có món sốt vang này nhé các bạn nhé.
cam này, cam trồng trên đồi anh, nhưng mà em bảo khả năng mình ra lại lạc đấy. Thôi để các anh lạc tí là em làm ở thị trường nhân. Chúng em thì bây giờ cũng đang ở đây ạ. Còn đây thì vẫn đang ở đây. Như nhau cả bác. Không, cứ liên khúc này thì uống từ từ thôi chị ạ. Thôi tinh thần là sắp đến chị gái một tí. Vâng. Bà đèn đấy, chẳng biết nghỉ hưu chưa? Đấy là bà chị gái con bác. Bà thân con cháu ấy. Nó phải đây rồi chứ nhỉ? Nhà có con gái là phải gọi con cháu đấy. Con gái thì cũng có con đấy, nhưng mà xây dựng gia đình hết rồi. Ui, thế thì gọi chị thôi. Em mời chị rồi. Em rót cho chị. Nếu có... nếu có con gái mà chưa lấy chồng là phải gọi bằng cô. Nhưng mà lúc nãy là chưa hỏi. Bây giờ hỏi thì bây giờ hỏi lại thêm chứ. Hỏi bây giờ. Hỏi liên khúc rượu các bạn ạ. Đây là hát bài liên khúc rượu hồng. Nhưng bây giờ cứ nói này, hỏi đã hỏi rồi. Còn xong lại làm riêng. Vâng. Làm hai luận xong lại làm luận ba nữa. Đấy. Xong tí lại làm riêng. Tí lại làm riêng với nhau một lần nhỉ. Chị nhỉ. Tí lại làm riêng với nhau một lần nữa là 4 lần. Đấy. 4 lần. Mình cứ làm nhiều luận nó vui. À. Ê, đầy quá, của em đầy quá. Uống xong tặng con mít in ốc nằm này. Tức là uống xong chồng đít. Uống xong là chồng đít không ra nước. Ô, thì gặp hôm nay gặp bà chị này lại đối thủ rồi. Không phải. Uống là chồng mông không có nước nó vui. Ờ. Lại quay lại quay. Năm lại à? Đây chuyển ra đây để em hộ. Chị ạ, năm lại mới sướng. Năm lại sướng. Ờ, năm lại mới sướng. Cô dâu và chú rể, một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị.